Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn tới các bạn một cái tựa game khá chóng mặt. Nếu mà các bạn chóng mặt thì không nên chơi game này. Tựa game có mang tên là Cube Cola. Thì ở đây thì chúng ta sẽ tham gia là một con gấu. Nhưng mà con gấu này là hiện tại là hình dáng hình vuông. Và đây sẽ có cái màn giới thiệu game. Thì con gấu này nó sẽ được nhốt vào một cái phòng. Và chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là sẽ lắc cái phòng để cho con gấu nó thoát ra. Đấy, khá đơn giản đấy thôi. Nhưng mà con gấu này thì game này thì mình thấy nó khá là mong mẽ. Đấy, chúng ta sẽ lắc nghe này. Lắc này cần thiết phải né các cái chướng ngại vật kia để có thể vượt qua. Thì ở đây thì chúng ta sẽ tính sao theo thượng thời gian mà các bạn chiến thắng. Các bạn chiến thắng càng nhanh thì lượng sao càng thấp. Và ở đây thì các bạn lắc cần thiết phải né được các chướng ngại vật. Và một game đây thì cũng khá là nhanh nhưng mà đôi lúc thì cũng khá là lâu nếu mà các bạn tính toán sai lầm. Đây, như cái này, game này là nó khá là khó vãi. Khi mà con gấu chạm vào cái đinh thì nó sẽ bị các màn tóe máu. Tương ai, khó vậy. Ôi mẹ ơi. Sắc. Sao ấy nhỉ? No. Sắc. Game này thì nó thiết kế với đồ họa 8 bit cho chúng ta một cái cảm giác game thân thiện. Nhưng mà nó lại xếp vào tựa game khó. Tựa game khó này thì cho chúng ta những cái ức chế ban đầu. Vâng, vượt qua rồi. Thì một bàn chơi này cũng có thể vượt qua rất là nhanh nhưng mà cũng có thể là vượt qua cực kỳ lâu, mất hàng giờ chúng ta mới có thể qua được một bàn. Hiện tại thì mình đang chơi ở một số bàn chơi đầu và chúng ta không còn quá nhiều gọi là sự khó khăn, nhưng mà mình thấy nó cũng tương đối vãi. Khó đấy, không chơi chơi bời nào rồi vãi. Đây, chúng ta đang vẫn liên tục các màn tóe máu đấu rồi. Này thì rồi, vào rồi. Đấy, thì chỉ cần căn các tình tiết một cách chính xác thì các bạn có thể vượt qua. Ngoài ra thì mình sẽ cho các bạn xem qua các thế giới của thanh niên Capo này. Thì ở đây chúng ta có rất là nhiều thế giới đây. Thế giới chúng ta có 5 thế giới lớn. Các thế giới thì cần phải mở bằng tiền. Nếu mà các bạn đạt được số sao thì nó cũng sẽ mở ra. Còn cái phần này là cái phần nó đang phát triển và nó hiện tại chưa có. Hoặc là các bạn chưa thể đủ đạt sao để có thể vào xem. Ở đây thì có phần setting và tăng âm thanh. Ngoài ra thì có cái quay phim lại những cái thước phim các bạn chơi và các đoạn highlight các bạn vượt qua. Có thể up lên và chia sẻ với bạn bè một cách đơn giản và hiệu quả. Connect Facebook để có thể share đến những bàn chơi mà các bạn chơi cực kỳ bá đạo. Mình sẽ chơi thêm một bàn nữa và thể hiện cái khả năng chết chóc nhanh chóng của cái trò chơi này. Sập. Vãi. Vãi. Chơi này thì đôi lúc mình chơi khá là chóng mặt. Và chỉ cần chạch một tí là chúng ta sẽ cho con gấu chúng ta chết. Rồi xong. Lại vượt qua một bàn chơi nữa. Ở một số bàn chơi đầu này thì cũng đơn giản thôi. Các bạn cũng có thể vượt qua. Nhưng mà sau đến các bàn chơi sau thì nó có cái rất là nhiều cái chướng ngại vật. Các vật thể bay hay là các vật thể lưỡi cưa lưỡi kiếc. Và bài hướng dẫn trải nghiệm từ game club của mình đến đây kết thúc. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại.